Trump á, bữa giờ cũng trở lại đó, ông chỉ hà hơi thôi, ông chỉ ai là người đó giờ đậu. Những cái màn ly kỳ á, sau khi tháng 11, hiện giờ tháng 9, bữa nay ngày 6 tháng 9, còn khoảng 2 tháng nữa, chưa tới 2 tháng, quý vị sẽ thấy những chuyện ly kỳ sẽ xảy ra. Lúc này á, cơ bản là những cái người ác phải đền tội, phải xả nghiệp. Những cái ác đang từ từ xả nghiệp, ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, Phật từ bi, Phật không có diệt ai hết. Thì quý vị chờ xem, không còn bao lâu nữa, 2 tháng Đảng Cộng Hòa mở lên rồi á, chú tập của bển không biết núp ở đâu á nghe, chú tập với vô tinh không biết núp ở đâu á. Mà nhờ chú Biden yếu hèn cho nên mới lòi ra, phải không? Mới là mới cũng giống Nhữ Mòi để cho Nga đánh rồi. Trung Cộng mới thấy ông Biden yếu yếu hèn á, yếu nhược, thì bắt đầu mới lấn lướt. Chứ còn lực quốc tế nào đánh đó, bồi thường chiến tranh lúc mà ông Trump ông mạnh quá, mấy người kia nó đâu dám hó hé, nó y như ngoài đời của mình vậy đó. Người có võ giả bộ hiền hiền quá, không đụng vô thử thì biết. Mỹ nó không muốn quýnh tạo, quýnh 30 giây là xong, ba đồ giấy ba đâu có đánh lại ai đâu. Quân của Mỹ, một thằng lính của Mỹ nó có thể hạ được mấy chục thằng bình thường á, tại tao huấn luyện dữ lắm.